Trên sân cỏ ở châu Phi nghèo nàn và lạc hậu, cậu bé tài năng này đang thay đổi vận mệnh nhờ bóng đá. Nhưng chuyện xảy ra là trong quá trình đánh giá đội, bỏ lỡ quả đá phạt đền quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây là tất cả những gì bạn có à? Để chứng tỏ sức mạnh của mình, cậu bé đã có hành động đáng kinh ngạc. Chỉ thấy cậu ấy cởi giày thể thao, lại đứng trên chấm phạt đền bằng chân trần. Tiếp theo là một cú volley mạnh mẽ, đi qua khung thành của thủ môn. Trong các trận đấu nội bộ tiếp theo, anh ấy giống như một yêu tinh bóng đá, khiến một nhóm người lớn chạy vòng quanh. Không ai có thể nghĩ vào thời điểm này, cậu bé quen chơi bóng bằng chân trần sẽ trở thành ngôi sao huyền thoại nổi tiếng thế giới trong tương lai. Nếu bạn không thể đoán được nguyên mẫu thực sự, vậy hãy tìm kiếm câu trả lời trong tuổi thơ bi thảm của anh. Tên cậu bé là Adi, lớn lên trong khu ổ chuột ở Cameroon. Anh ấy yêu bóng đá nhiều như bao đứa trẻ khác, nhưng vì quá nghèo, bạn chỉ có thể đan một quả bóng vải bằng len mỗi ngày trong bụi bặm. Chơi trên bãi đất trống trong một thời gian ngắn đã trở thành điều hạnh phúc nhất trong ngày thiếu nhi. Ngày này, chúng tình cờ xuất hiện trong một cuốn sách, xem bóng đá thực sự trông như thế nào. Adi quyết định từ đó trở đi, không chỉ muốn chơi thứ bóng đá thực sự, cũng muốn trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Thế là anh ta chạy đến chỗ linh mục làng, xin bùa may mắn cho mình, buộc nó vào cánh tay của bạn, bạn sẽ ghi điểm. Bạn sẽ trở thành ngôi sao châu Phi vĩ đại nhất. Đây là cách gieo hạt giống ước mơ, và bước đầu tiên để đạt được điều đó, hãy thử mua một quả bóng đá. Adi gọi cho anh trai mình, kéo chiếc xe chở đầy gỗ ra khỏi làng, dưới cái nắng thiêu đốt, đi qua hơn chục cây số đất châu Phi, bán gỗ cho chủ xưởng cưa trong thị trấn, nhưng cả một đống gỗ, nhưng anh ấy chỉ kiếm được thu nhập ít ỏi là 4 nhân dân tệ. Hai anh em cầm tiền đi chợ, sau đó biết được rằng thậm chí còn không đủ tiền mua một quả bóng nhựa. Để biết, một quả bóng đá ra ở đây có giá bao nhiêu, lên tới 80.000 franc Guinea, anh em không biết nó có ý nghĩa gì, vì vậy đã nhờ giáo viên toán tư vấn trên lớp. Giáo viên nói với họ, cần bán 70kg gỗ mỗi ngày, tiếp tục bán trong 522 ngày, chỉ khi đó mới có thể thu thập đủ tiền để mua bóng đá. Mặc dù nghe có vẻ không dễ dàng, nhưng Adi không bỏ cuộc, anh ấy đã làm việc không mệt mỏi, mang vác gỗ nặng hàng ngày, tiến lên phía trước trên con đường đến ước mơ của bạn. Và mỗi bước anh đi, tất cả đều đang mở đường cho sự may mắn. Cho tới ngày này, cuối cùng anh cũng được thần may mắn ưu ái. Một chiếc xe địa hình lao về phía anh ta, trên xe có một cô gái trẻ và xinh đẹp. Cô ấy đã cho Adi một quả bóng thực sự. Hóa ra cách đây không lâu, vì mẹ bệnh nặng, Adi đến trạm y tế trong làng để được giúp đỡ. Chính xác là ở đó, anh đã gặp được vị bác sĩ xinh đẹp và tốt bụng này. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, bác sĩ biết được rằng Adi đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để bán gỗ. Chỉ cần mua bóng đá thực sự, nhưng để chữa bệnh cho mẹ, anh ấy đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Bác sĩ ấn tượng trước tinh thần dũng cảm của anh và cảm động trước lòng hiếu thảo của mình đối với mẹ. Vì vậy đã tặng anh ấy một quả bóng đá bằng da. Adi rất hạnh phúc sau khi nhận được bóng đá. Anh và anh trai sơn vàng bóng đá, nóng lòng muốn khoe trong làng. Sau đó anh đưa bạn bè đi chơi bóng đá ngoài trời. Tại thời điểm này, cha, người đang thợ rèn gần đó, đã nhìn thấy điều này. Sau đó anh ấy khiển trách nặng nề Adi vì chỉ chơi đùa. Theo ý kiến của cha, những trò chơi này không làm gì để cải thiện cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, thật không may, quả bóng do Adi đá trúng vào mặt bố. Điều tệ hơn nữa là, thanh sắt nóng đỏ theo cha rơi xuống đất, nó cũng rơi xuống đống cỏ khô gần đó. Ngay khi dân làng buộc tội Adi, một ngọn lửa lặng lẽ đến, may mắn là mọi người đã kịp thời dập tắt nó. Chỉ với sức của một mình, Adi lít chút nữa đã đưa ngôi làng vốn đã lạc hậu trở về thời kỳ nguyên thủy. Cậu bé biết mình đã gây ra tội lớn, bèn ôm quả bóng đá chạy trốn khỏi hiện trường. Nhìn thấy trưởng làng dẫn người đi tìm Adi, người anh trai đang trốn ở một bên biết ngay là có chuyện chẳng lành, vội vàng báo tin cho cậu em. Anh ta lo lắng nói với Adi, nhất định không được về nhà, nếu không một khi bị trưởng làng bắt được, nhất định sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Adi nghe theo lời khuyên của anh trai, bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn của mình. Cậu quyết định đến một thị trấn xa xôi để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của mình. Mặc dù cậu đã lên được một chiếc xe tải, nhưng không có một xu dính túi, cậu bé buộc phải liều mạng làm phụ xe cho tài xế. Không may là chiếc xe tải cũ kỹ lại đột nhiên bị hỏng giữa đường. Tệ hơn nữa là tài xế lại không mang theo dụng cụ sửa chữa. Ông ta dặn dò Adi ở lại đây, đợi ông ấy lấy dụng cụ quay lại. Thế nhưng mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tài xế vẫn bật vô âm tín. Trên vùng đồng bằng châu Phi rộng lớn hoang vắng này, chỉ còn lại Adi và chiếc xe tải cũ nát bầu bạn với nhau. Cậu bé ôm quả bóng đá yêu quý của mình, nằm dưới gầm xe. Trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận, theo màn đêm buông xuống, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kêu ghê rợn, hình như là tiếng người, nhưng lại càng giống tiếng gầm gừ của loài dã thú hơn. Cậu bé lo lắng bò vào trong cabin xe, nhưng chiếc móc khóa hình móng vuốt trước mặt càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu dâng cao. Đột nhiên, một đốm sáng xuất hiện phía sau xe. Adi theo bản năng nằm sấp xuống để trốn. Khi đốm sáng đến gần, cậu phát hiện ra đó chỉ là một người đi xe đạp ngang qua. May mà chỉ là một phen hú vía. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gầm rú của một chiếc xe tải khác vang lên, Adi lập tức nhảy khỏi xe, chặn chiếc xe tải lại giữa đường. Cứ như vậy, Adi đã đến được thị trấn. Tại đây, cậu gặp một người đàn ông kỳ lạ. Nhìn thấy Adi đang ôm một quả bóng đá trong tay, người đàn ông không nói không rằng liền kéo cậu đi.
Hóa ra, người đàn ông này là một trọng tài bóng đá. Do quả bóng dùng cho trận đấu bị đá hỏng, nên ông ta muốn mượn quả bóng của Adi. Và trong một sự tình cờ, Adi đã tham gia vào trận đấu này. Và cũng chính bởi trận đấu này, cậu đã tiến thêm một bước đến gần hơn với ước mơ của mình. Trong cuộc đối đầu với những người lớn, Adi không hề kém cạnh. Tài năng bóng đá thiên bẩm của cậu bé khiến cậu như một yêu tinh nhanh nhẹn, tự do di chuyển trên sân cỏ. Đối thủ chỉ có thể phạm lỗi mới có thể cản đường đột phá của Adi. Đối mặt với bức tường thành 5 người, Adi chỉ liếc nhìn một cách thách thức, rồi sút tung lưới một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Tiếng reo hò vang dội của khán giả đã thu hút sự chú ý của người đàn ông da trắng. Ông ta cầm máy quay lên và bắt đầu ghi hình. Chỉ thấy Adi sau khi khéo léo né cú sọc bóng của đối thủ, liền dẫn bóng lao nhanh về phía trước. Một động tác giả, cậu đã vượt qua một đối thủ. Tiếp theo là hai động tác giả, lại dễ dàng vượt qua hai đối thủ khác. Sau khi chuyền bóng cho đồng đội, cậu nhanh chóng xâm nhập vòng cấm địa, dùng đầu đánh đầu đón đường chuyền về của đồng đội. Sau đó, cậu tung ra một cú sút xa đẹp mắt, xuyên thủng mảnh lưới đối phương, giúp đội nhà giành chiến thắng. Ngay lúc họ đang ăn mừng chiến thắng, thì tài xế xe tải lại đuổi theo đến đây. Adi vội vàng cầm lấy quả bóng và bỏ chạy. Lúc này, Adi vẫn chưa biết rằng người đàn ông da trắng cầm máy quay kia sẽ trở thành người thay đổi vận mệnh của cậu. Trên đường chạy trốn, Adi nhìn thấy một chiếc xe Jeep quen thuộc. Cậu bé lập tức mở cửa xe và ngồi lên, thì ra đó là xe của nữ bác sĩ. Cứ như vậy, Adi đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của tài xế xe tải. Tuy nhiên, vị bác sĩ lại muốn đưa Adi trở về làng. Theo bà, trẻ con tự ý ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Trong lòng Adi không hề muốn quay về, cậu nói muốn đến thị trấn ven biển vì chị gái cậu đang làm việc ở đó. Bác sĩ tình cờ cũng có việc phải đến thị trấn, nên đã tiện thể đưa Adi đi cùng. Bác sĩ nghiêm nghị dặn dò Adi, 3 ngày sau phải cùng bà trở về làng. Dù bề ngoài Adi đồng ý, nhưng trong lòng cậu đã quyết tâm. Cậu quyết tâm ở lại thị trấn, tìm kiếm cơ hội gia nhập đội bóng. Cậu dự định sẽ ở nhờ nhà chị gái, nhưng chị gái cậu lại cho rằng điều đó không ổn, vì đây là căn nhà chị đang thuê chung với bạn thân. Chị không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, chị gái đành phải bỏ tiền mua vé xe cho Adi về làng. Tuy nhiên, trên xe, Adi đã gặp một ông chủ. Này nhóc, muốn tìm việc làm không? Vâng, cháu muốn. Công việc gì vậy ạ? Ngày mai sẽ biết, sẽ có người nói cho cháu. Adi đi theo người đàn ông, đến một nơi xa lạ. Cậu ở lại đó một đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu bị một cậu bé đánh thức. Cậu giấu quả bóng đá sau giường, rồi theo cậu bé ra bờ biển. Trong môi trường khắc nghiệt này, họ phải thu thập những chiếc sừng bò đã hỏng, cho đến khi nào lấp đầy một túi lớn, mới mang về đánh bóng rồi bán. Ông chủ không hề tỏ ra dễ chịu với Adi, còn mỉa mai cậu vì rửa tay trước khi ăn, chỉ vì cứ đến giờ ăn, nếu không đến kịp, sẽ không có cơm ăn. Adi mới đến, không ngờ rằng đến việc ăn uống cũng không hề đơn giản. Cậu đành phải nhịn đói tiếp tục làm việc. May mắn thay, người đàn ông tên Buba đã đặc biệt để dành cho cậu một suất cơm trưa. Trong những ngày tháng làm công, Adi chưa bao giờ quên giấc mơ của mình. Mỗi khi hết việc, cậu lại ra bãi biển luyện tập đá bóng. Thế nhưng, cậu lại bị những người công nhân khác chế giễu, thậm chí còn bị họ cố tình trêu chọc. Cậu ra sức giành lại quả bóng, nhưng đối phương lại đá quả bóng vào một ngôi biệt thự. Đó là quả bóng của cháu. Cút khỏi đây mau, lũ nhóc hư hỏng. Chủ nhân của ngôi biệt thự vô cùng tức giận, trực tiếp tịch thu quả bóng của Adi. Nhìn thấy Adi buồn bã, Buba quyết định sẽ mang đến cho cậu một bất ngờ. Hai người đi đến dưới chân một tòa tháp sắt, nhìn thấy rất đông người đang chen chúc leo lên trên. Buba đề nghị Adi cũng leo lên, nhưng trong lòng Adi lại có chút sợ hãi. Tuy nhiên, hành động của Buba đã tiếp thêm động lực, cho Adi thêm can đảm để leo lên. Hóa ra, ở đây đang diễn ra một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Có hàng vạn người hâm mộ đến xem. Những người giàu có thể mua vé vào sân, còn những người nghèo chỉ có thể mạo hiểm tìm kiếm một chỗ đứng trên tòa tháp sắt. Đối với Adi, cảm giác lần đầu tiên được xem bóng đá trực tiếp thật tuyệt vời. Nhưng điều khiến cậu vui mừng hơn nữa là quả bóng của trận đấu bất ngờ bị đá lên khán đài. Nhìn thấy vậy, Adi không chút do dự nhảy xuống. Đừng! Mặc dù Buba vô cùng sợ hãi, nhưng Adi không bị thương. Cậu nhặt quả bóng lên và bắt đầu biểu diễn kỹ thuật chơi bóng trên sân thượng. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu, trong đó có cả người đàn ông da trắng cầm máy quay lúc nãy. Bất chấp sự đòi hỏi của các cầu thủ, Adi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cho đến khi vài viên cảnh sát đuổi theo lên sân thượng. Cậu mới đá quả bóng trở lại sân. Tuy nhiên, vì màn trình diễn ngẫu hứng này mà tất cả những người trên tòa tháp sắt đều bị bắt vào tù. Thả ra, tôi không phải là kẻ trộm. Adi la hét đòi ra ngoài, nhưng điều này quả thực không hề dễ dàng. Cậu không biết phải tiếp tục như thế nào, đi tìm kiếm dấu vết của giấc mơ. Nhưng mà, sự ngột ngạt trong không gian chật hẹp này đã nhanh chóng trở thành quá khứ. Người đàn ông da trắng đó đã đến nhà tù. Anh ta giả làm ông chủ của Adi. Hai người đã ứng biến một màn kịch. Tôi cảnh cáo anh, sẽ khấu trừ số tiền bảo lãnh này từ lương của anh. Có thể giúp anh cháu ra ngoài với được không? Tôi là anh trai của cậu ấy. Ngồi xuống đi, tôi mới là anh trai của cậu ấy. Cứ như vậy, Adi và Buba đều được tại ngoại. Hóa ra, người đàn ông da trắng này là một tuyển trạch viên bóng đá có con mắt tinh tường. Anh ta đã nhìn thấy tài năng bóng đá đáng kinh ngạc của Adi, quyết định giới thiệu cậu ấy đến với câu lạc bộ chuyên nghiệp.
người tuyển trạch viên cho Adi tạm thời ở lại đây. Sau khi anh ta liên lạc với đội bóng xong, sẽ đưa cậu ấy đi thử việc. Trong khoảng thời gian này, Adi với sự giúp đỡ của những người bạn đồng nghiệp đã đến biệt thự riêng bên bờ biển, đã lấy lại được quả bóng đá của mình. Còn về phía bên kia, đã đến ngày hẹn trở về làng. Bác sĩ chờ mãi mà không thấy Adi đâu. Cô ấy tìm đến chị gái của Adi. Sau khi hai người dò hỏi một hồi, đã đến nhà của người tuyển trạch viên. Nhưng cho dù bác sĩ có khuyên nhủ thế nào, Adi kiên quyết nói không muốn quay về. Cậu ấy chỉ muốn tập luyện thật tốt ở thị trấn, cố gắng trở thành một cầu thủ bóng đá. Nhưng bác sĩ vẫn kiên quyết đưa cậu ấy trở về. Lúc này, chị gái của Adi đứng ra. Ở châu Phi rất khó có được cơ hội như thế này. Cậu ấy nên ở lại đây. Thằng bé còn quá trẻ, Fenda, nó cần phải ở bên gia đình. Đừng quên tôi là chị gái của nó. Cuối cùng, bác sĩ đành phải rời đi một mình. Giây phút chia tay, Adi cảm ơn bác sĩ đã quan tâm và giúp đỡ mình. Và sau khi bác sĩ trở về làng, báo cho bố mẹ cậu ấy một tiếng. Cứ như vậy, tin tức Adi được người tuyển trạch viên để mắt đến, nhanh chóng lan truyền khắp cả làng. Cậu ấy trở thành niềm hy vọng của cả làng. Cùng lúc đó, Adi xỏ đôi giày mà người tuyển trạch viên đưa cho, đến đội trẻ của câu lạc bộ tốt nhất Cameroon để thử việc. Cậu ấy cần phải trải qua hai bài kiểm tra, đó là tâng bóng và đá phạt đền. Trong bài kiểm tra tâng bóng, Adi thể hiện khả năng kiểm soát bóng đáng kinh ngạc giữa hai bàn chân của cậu ấy và quả bóng, như thể được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Nếu bài kiểm tra không giới hạn thời gian, cậu ấy hoàn toàn có khả năng tiếp tục nhảy múa như vậy. Tiếp theo, Adi sẽ bước vào bài kiểm tra đá phạt đền. Chỉ cần sút vào 2 trong 3 quả phạt đền, cậu ấy có thể vượt qua bài kiểm tra này. Tuy nhiên, quả phạt đền đầu tiên cậu ấy sút đã bị thủ môn cản phá. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Cậu ấy bước lại điểm đá phạt, huấn luyện viên nhắc nhở cậu ấy bình tĩnh lại. Cậu ấy suy nghĩ một chút, sau đó cởi đôi giày ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sút quả phạt đền vào lưới. Hóa ra, Adi quen đá bóng bằng chân trần, đi giày lại có chút không quen. Sau khi tìm lại được cảm giác quen thuộc, cậu ấy sút quả phạt đền thứ 3 vào lưới một cách chắc chắn. Người tuyển trạch viên và chị gái cậu ấy rất vui mừng cho cậu ấy. Huấn luyện viên cũng nở nụ cười hài lòng, nhưng cầu thủ lâu năm Touré đứng bên cạnh lại có vẻ không được vui cho lắm. Sau khi gia nhập đội trẻ thành công, Adi không hề lơ là, vì giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc buổi tập mỗi ngày, cậu ấy đều ở lại tập luyện thêm một mình. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và kiên trì của cậu ấy lại khiến Touré ghen tị. Touré nhận ra rằng người mới này có thể cướp mất vị trí chủ chốt của anh ta. Vì vậy, trong trận đấu tập nội bộ, Touré cố tình gây khó dễ cho Adi. Ngay cả khi Adi không bị ai kèm, anh ta cũng không muốn chuyền bóng cho cậu ấy. Cậu tưởng tôi không thấy gì sao? Tôi sẽ không cho phép có bè phái trong đội bóng. Tất cả cùng chống đẩy 30 cái. Lời quát mắng của huấn luyện viên không khiến Touré thay đổi bản thân. Trong những buổi tập luyện sau đó, anh ta vẫn luôn nhắm vào Adi. Điều này khiến Adi vô cùng khó hiểu. Buba nói với cậu ấy, bởi vì anh ta sợ cậu. Sợ hãi, cậu nên nói với anh ta rằng, là người chia rẽ vĩ đại nhất đội bóng, nếu anh còn nhắm vào em trai tôi sẽ đá nát mông anh. Rõ ràng là, lời cảnh báo của Buba không hề khiến Touré sợ hãi. Trong buổi tập luyện lần này, anh ta lại cố tình không chuyền bóng cho Adi. Và trong giờ học chiến thuật, khi nghe thấy Adi trả lời đúng câu hỏi của huấn luyện viên, trong lòng Touré càng thêm bất mãn. Anh ta thậm chí còn gửi lời thách đấu tới Adi, nói muốn so tài kỹ thuật chơi bóng với cậu ấy. Vì vậy, hai người đến khán đài. Trong tiếng cổ vũ của các đồng đội, diễn ra một cuộc đấu tay đôi liên quan đến vị thế. Ai tâng bóng lâu hơn, người đó sẽ là hạt nhân mới của đội bóng. Có vẻ như, cả hai đều sở hữu kỹ thuật rất tốt. Cho dù là dùng chân hay dùng đầu, họ đều có thể kiểm soát bóng một cách chắc chắn. Trong một khoảng thời gian dài, cả hai đều ở trong trạng thái ngang tài ngang sức. Cho đến khi dừng bóng bằng lưng, Touré là người đầu tiên mắc lỗi. Cuối cùng, tên công ty, Adi đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi này. Tuy nhiên, ban đầu tưởng rằng cậu ấy sẽ tạo dựng được uy tín từ đó. Nào ngờ lại bị huấn luyện viên giáng một đòn mạnh mẽ. Không có tinh thần đồng đội, cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Huấn luyện viên vì muốn dập tắt nhuệ khí của Adi, đã phạt cậu ấy ngồi ghế dự bị 1 năm. Adi muốn giải thích, nhưng huấn luyện viên không cho cậu ấy cơ hội. Nhìn Adi đầy tủi thân, Buba động viên cậu ấy. Hôm nay thật tàn nhẫn, ngày mai còn tàn nhẫn hơn, nhưng ngày mốt sẽ rất tươi đẹp. Phần lớn mọi người sẽ bỏ cuộc trước tối mai, chỉ có một số ít người kiên trì mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mốt. Sau đó, Buba lấy ra một đôi giày bóng đá hàng hiệu. Đây là đôi giày cậu ấy đã dành dụm mãi mới mua được. Cậu ấy định tặng nó cho Adi, thế nhưng Adi lại không nhận. Vô dụng thôi, huấn luyện viên không muốn em ở lại đội bóng. Nếu cậu cứ mãi than thở về số phận của mình, thì cậu sẽ không bao giờ thành công được. Đối diện với lời động viên của Buba, Adi không nghe lọt tai một chút nào. Cậu ấy thậm chí còn muốn quay trở về khu ổ chuột. Buba thực sự không muốn nhìn thấy một thiên tài như vậy lụi tàn. Cậu ấy lại động viên Adi, cậu có xứng đáng với sự ủng hộ của chị gái mình không? Cậu có xứng đáng với sự giúp đỡ của bác sĩ và tuyển trạch viên không? Còn có huấn luyện viên, mặc dù ông ấy đã phạt cậu, nhưng có thể thấy ông ấy rất đánh giá cao cậu. Nếu anh có tài năng như cậu, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Để giúp Adi phấn chấn trở lại, Buba đưa cậu ấy ngồi trước TV, cùng xem trận đấu của đội tuyển quốc gia Cameroon. Hình ảnh tuyệt vời trên TV
và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã giúp Honey tìm lại được khát khao chơi bóng. Cậu ấy tin rằng sẽ có một ngày, bản thân mình cũng sẽ xuất hiện trên sân cỏ. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Adi, đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho một kế hoạch bí mật. Trước khi trận đấu của đội trẻ bắt đầu, ông ta đã bí mật mua chuộc một cầu thủ của đối phương. Bản thân tuyển trạch viên thì ra sức tuyên truyền trên khán đài để người hâm mộ biết đến một thiên tài tên là Adi. Bị huấn luyện viên cho ngồi ghế dự bị, ông ta muốn lợi dụng người hâm mộ để gây áp lực lên huấn luyện viên, thúc đẩy việc Adi có thể được ra sân thi đấu. Và ở một nơi khác, những người bạn nhỏ trong làng quây quần bên nhau cũng đang mong chờ được nghe thấy giọng nói của Adi khi được tung vào sân. Tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn giữ cậu ấy trên băng ghế dự bị, thậm chí còn không cho cậu ấy mặc áo đấu. Huấn luyện viên tin rằng dưới sự dẫn dắt của Touré, đội bóng hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Sau khi trận đấu bắt đầu, dù Touré liên tục tạo ra cơ hội nhưng vẫn chưa thể ghi bàn, theo dòng chảy của trận đấu, anh dần trở thành mục tiêu của đối thủ. Chỉ cần anh có bóng, cầu thủ số 4 bên kia sẽ lập tức triệt hạ. Anh không bị đá thì cũng đang trên đường bị đá, cho đến khi không thể tiếp tục thi đấu. Adi tiến đến bên cạnh huấn luyện viên, khao khát có được cơ hội ra sân. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng quyết định cho Adi vào sân. Cậu bé thiên tài được mọi người chú ý, đã chào đón trận đấu chính thức đầu tiên trong đời. Sau khi vào sân, Adi lập tức bắt nhịp với trận đấu. Đừng nhìn cậu ấy nhỏ con hơn người khác, nhưng tốc độ của cậu ấy cực kỳ nhanh, thân thể cũng rất linh hoạt, quả bóng như dính chặt vào chân cậu ấy, không ai có thể cướp được. Cuối cùng, nhờ vào bàn thắng của Adi, đội bóng đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Khán giả có mặt tại sân vận động hò reo vang dội, dân làng cũng vui mừng cho cậu bé. Bình luận viên càng thêm phần phấn khích, trực tiếp gọi Adi là vị thần mới của bóng đá Cameroon. Trở lại phòng thay đồ, huấn luyện viên đã trao chiếc áo số 10, biểu tượng của đội bóng, tận tay trao cho Adi trẻ tuổi. Tuy nhiên, với tài năng xuất chúng của Adi, chắc chắn sẽ phải đến với một sân khấu lớn hơn. Một năm sau, người tuyển trạch đã nhận được một bức thư từ Pháp, bên trong là một bản hợp đồng đào tạo trẻ của câu lạc bộ Saint-Étienne. Nhưng huấn luyện viên không nỡ để Adi ra đi, cậu ấy có cơ hội chơi bóng ở châu Phi, cậu ấy đến châu Âu có thể thi đấu với những đối thủ giỏi hơn. Tôi đã tìm được cho cậu ấy một câu lạc bộ tuyệt vời. Họ sẵn sàng đào tạo cậu ấy miễn phí trong 5 năm. Cậu ấy còn chưa đầy 12 tuổi, huấn luyện viên nói, trừ khi nhận được sự đồng ý của cha Adi, nếu không, ông ấy sẽ không để cậu ấy đi. Bất đắc dĩ, người tuyển trạch đành phải đưa Adi trở về làng. Các bạn nhỏ đều vây quanh, họ ghen tị vì Adi được đi xe hơi sang trọng, ghen tị vì cậu ấy được chơi bóng trong đội, càng ghen tị vì cậu ấy có cơ hội đến châu Âu. Họ chạy đến nhà thầy tế, cầu nguyện cha của Adi đồng ý cho cậu ấy ra nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ sau lần vô tình gây ra hỏa hoạn, Adi vẫn chưa trở về nhà. Cậu cũng không biết cha mình đã nguôi giận hay chưa. Mặc dù chị gái đã nói với cha, bản hợp đồng đến từ châu Âu kia trị giá 2 triệu franc Guinea có thể giúp họ mua rất nhiều bò, nhưng cha cậu vẫn im lặng. Adi đến bên cạnh cha, hai tay đặt lên tay cha. Dù hai cha con không nói với nhau một lời nào, nhưng trong lòng đã đạt được sự đồng thuận. Cứ như vậy, Adi cầm tấm vé máy bay, mang theo giấc mơ, một mình đến nước Pháp xa xôi. Sau khi bước ra khỏi sảnh chờ sân bay, cậu lên một chiếc taxi, sân vận động Geoffroy Guichard. Cậu muốn đến Saint-Étienne. Vâng, thưa ngài, đến Saint-Étienne. Từng bước chân của Adi dần tiến gần hơn đến bờ bến của giấc mơ. Nhiều năm sau, anh đã tọa nguyện trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và đạt được những thành tích rực rỡ trên sân cỏ, mang về vinh quang cho quê hương và đất nước. Giấc mơ từ thuở ấu thơ của anh cuối cùng đã trở thành hiện thực. Bộ phim khép lại tại đây. Nguyên mẫu của Adi là huyền thoại bóng đá Cameroon, Mila. Điều mà bộ phim muốn thể hiện không chỉ là những trải nghiệm nghèo khó của Adi, mà còn là phẩm chất tinh thần đáng học hỏi của anh. Nghèo khó không trói buộc được trí tưởng tượng của anh. Cho dù không có tiền mua bóng đá, anh cũng sẽ dùng hai tay để tạo ra một quả bóng. Nghèo khó cũng không giới hạn được ước mơ của anh. Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, anh vẫn luôn kiên trì với tình yêu và khát khao theo đuổi bóng đá. Nghèo khó càng không thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của anh. Dù cho ước mơ có xa vời, anh vẫn luôn dũng cảm tiến về phía trước, không ngừng bước về phía bờ bến trong tim. Có lẽ, nhiều người sẽ không tin, một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột, 11 tuổi mới bắt đầu được đào tạo bài bản, lại có thể trở thành một ngôi sao bóng đá. Tuy nhiên, Adi đã dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả. Sự thành công của anh ấy vừa được hưởng lợi từ tài năng thiên bẩm, càng được hưởng lợi từ việc một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc tinh thần kiên cường. Mấy chục cân gỗ không đè bẹp được anh ấy, môi trường hôi thối không làm anh ấy ngã quỵ, sự chơi xấu của đồng đội không đánh gục được anh ấy. Số phận sẽ không phụ lòng người hết mình theo đuổi giấc mơ. Bạn nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu may mắn. Trong quá trình theo đuổi giấc mơ, Adi đã gặp được rất nhiều quý nhân như vị bác sĩ tốt bụng, nhà tuyển trạch tinh tường và Buba, người coi anh ấy như em trai. Nếu Adi vẫn luôn ở lại khu ổ chuột thì anh ấy đã không thể gặp được nhiều quý nhân như vậy. Cho dù anh ấy có tiềm năng lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể cả ngày đối mặt với đất vàng, lưng hướng lên trời. Cuối cùng sống cả đời trong nghèo khổ. Thật ra sự nghèo khó thực sự không phải nằm ở sự thiếu thốn vật chất, mà nằm ở sự trống rỗng tinh thần và
và sự thiếu hụt ước mơ. Chúng ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn hướng đi của cuộc đời. Chỉ cần trong tim có ước mơ và nỗ lực hết mình vì nó, thì có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, sáng tạo nên cuộc sống rực rỡ cho riêng mình. Xem phim về cuộc sống, nếm trải trăm vị cuộc đời. Hẹn gặp lại các bạn vào số